Thưa quý vị, như vậy là S-Ray 2022 giải chạy dành cho học sinh, sinh viên đã chính thức khép lại với chặng đua tại Nghệ An. Với những gì mà S-Ray 2022 đã làm được thì S-Ray 2022 đã đạt được hai kỷ lục, một kỷ lục Việt Nam và một kỷ lục của châu Á. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Năm trận đấu, năm dấu ấn lớn, hành trình của S-Ray 2022 đã khép lại thành công rực rỡ với những con số vô cùng ấn tượng. Tổng cộng có tới 30.000 học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo và phụ huynh đã cùng nhau tham dự các sự kiện trực tiếp tại 5 địa phương. Nhưng thành công của S-Ray 2022 chưa dừng lại ở những con số, khi đây là sự kiện góp phần truyền cảm hứng tích cực tới 25 triệu học sinh, sinh viên tại 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Trong trường học phát động thật tốt, khi học sinh đã tham gia thì đương nhiên là phụ huynh phải quan tâm, và mọi người phải quan tâm để đến cái lan tỏa nó nhanh nhất, mà nó cũng là rộng nhất. Mà khi mình lo cho sức khỏe con trẻ thơ thì chính là mình lo sức khỏe cho quốc gia trong tương lai. Với những kỷ lục ấn tượng trên, S-Ray đã và đang được kỳ vọng để trở thành điểm khởi đầu để mỗi học sinh, sinh viên quan tâm hơn tới sức khỏe của chính mình, biến các hoạt động thể thao trở thành hoạt động yêu thích thường nhật, một thói quen trong cuộc sống, góp phần nâng cao sức khỏe học đường và hiện thực hóa khát vọng nâng cao tầm vóc Việt. TH, tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.